Đây là đá, sữa tươi không đường. Đây là cà phê đã trộn với đường. Hello mọi người, chào mọi người và chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video mới này của mình. Cũng khá lâu rồi mình mới có thể được ngồi đây để trò chuyện, unboxing, review sản phẩm cho mọi người xem. Và ở cái video này mình sẽ review như là unboxing cho mọi người một số những cái món đồ để có thể chuẩn bị cho cái dịp summer, cũng như là một cái món đồ mà mình mới cóp, mình muốn chia sẻ với cả mọi người. Và ở cái sản phẩm đầu tiên này, mình cũng muốn unboxing một cái sản phẩm của một cái hãng local brand mà mình cũng từng review khá nhiều rồi. Đó chính là hãng X-File. Thì đây là một cái sản phẩm mới của X-File. Bây giờ thì mình sẽ unboxing cho các bạn. Thực sự thì mình cũng chưa biết được là trong này là cái gì. Nhưng mà mình sẽ unboxing luôn cho các bạn. Mình sẽ xé cái tag, mình sẽ xé cái băng dính ở đây ra. Chúng ta có một cái gói của X-File, một cái túi đồ của X-File. Đây là cái hóa đơn, cái bill. Các bạn có thể thấy đây là một cái túi đồ của X-File. Mình sẽ mở nó ra. Bên trong này lại là một cái hộp cắt tông, một cái hộp bìa nữa của X-File. Nó về cái cách trang trí của cái hộp này thì mình thấy đây là một cái sản phẩm khá là to. Và đây về cái thiết kế hộp này của nó, của X-File, thì đây là một cái thiết kế hộp cũ của họ. Đây sẽ là mặt trước in logo của X-File màu đỏ. Chữ bên này là X-File. Đây sẽ là cái giấy tái chế thì phải. Và đằng sau sẽ là những cái thông tin của X-File như là Vietnamese Kids Square Brand, based in Saigon. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong này là cái gì. Chính là một cái sản phẩm hết rồi, chỉ có một cái hộp và cái gói thôi mà thực sự là mình rất là thích. Đó chính là một chiếc áo, nếu như mình không nhầm thì đây là một chiếc áo bomber thì phải. Đây để mình sẽ tháo cái seal, cái tag của cái X-File ra cho các bạn xem. Đây là một chiếc áo bomber. Các bạn có thể thấy là đây là cái packing của X-File. Nó chỉ là một cái túi ni lông nhám bình thường thôi, không có gì. Và nó chỉ là một cái túi ni lông có zipper ở đây, nhám bình thường, không có gì là gọi là quá là đặc sắc cả. Mình sẽ mở nó ra để xem bên trong này sẽ như thế nào. Wow. Các bạn có thể thấy đây là một chiếc áo bomber jacket mà có cái phần hood ở đằng sau. Các bạn thấy đây là một chiếc áo bomber jacket cực kỳ là mới. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình với chiếc áo bomber này là nó khá là nặng. Và nếu như mình không nhầm là do chiếc bomber này được thêm một cái hood như này nữa, cho nên là cái độ nặng của cái áo bomber này nó cũng nặng lên khá, nó nặng lên khá là nhiều. Về cái form áo của cái bomber này thì các bạn có thể thấy là nó là một cái form áo bomber bình thường như bao cái hãng bomber khác. Bên ngoài là một cái vải, chất liệu vải ni lông để có thể là chống mưa và để nó có thể hạn chế được mưa ngấm vào các bạn hơn, và nó sẽ đem được một cái nhiệt, một cái độ ấm nhất định. Và mọi người có thể thấy là cái phần stacking này họ làm thực sự rất là chi tiết. Nó không quá là bị bó vào ở cái phần tay của các bạn này, nhưng mà nó vẫn chỉ là một cái độ co giãn, một cái độ stacking vừa phải thôi. Có thêm những cái phần stacking nữa ở hai bên hông của áo thì cũng sẽ có thêm những cái phần stacking nữa như này. Nhưng mà mình nói rồi, những cái phần stacking này nó chỉ là một cái phần stacking nho nhỏ để có thể là tạo được cái hiệu ứng cho cái áo bomber của các bạn thôi, chứ nó không hề nhiều như những cái áo bomber khác. Thì họ thường làm cái phần stacking này nó khá là nhiều và nó bị co rúm lại ấy. Để khi mà các bạn mặc vào thì người các bạn cái phần stacking này nó sẽ làm phồng được cái áo bomber của các bạn ra. Nhưng mà nhìn thấy thì nó cũng đẹp, nhưng mà mỗi người lại có một cái vẻ đẹp riêng. Mình lại thích những cái áo bomber mà nó có cái phần stacking này vừa phải. Các bạn có thể thấy là nó chỉ là một cái stacking, nó là một cái điểm nhấn không thể thiếu được ở trên mỗi chiếc áo bomber. Và hai bên hông của áo sẽ được thêm hai cái túi, có một cái khóa ở đây để các bạn có thể một cái khóa đóng lại để các bạn có thể là cố định được cái đồ vật phẩm mà các bạn được vào trong này, nó sẽ hạn chế được cái việc rơi. Ở bên ống tay trái có một cái túi thực sự nó khá là hay. Đối với những cái áo bomber khác ấy mà mình đã từng sử dụng qua thì họ thường là những cái túi nhỏ của họ thì thường là nằm ở đây,
nằm ở ngay cái bên phần bên phải của cái túi này, là họ làm bằng zipper, nhưng mà cái áo của bomber của X5 này thì họ lại làm được bằng cái chính cái detail ở trên chiếc túi của cái bên hông này, lắp vào luôn phần bên bắp tay áo. Thì điều này có thể cho thấy được một sự đồng nhất, một sự đồng bộ giữa cái phần của bắp tay áo này và với cả cái phần hai bên hông áo này, cũng khá là, vì nó là hai túi thì nhìn trông nó cũng khá là đồng bộ đúng không? Và đối với những chiếc áo bomber jacket khác mà mình đã từng sử dụng ấy, thì thường là những chiếc áo bomber của họ thường sẽ chỉ là những cái áo trơn, cái áo họa tiết rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái áo bomber này nó lại có một cái hình cực kỳ là to ở phần sau lưng, và cái chất liệu in ở trên chiếc áo bomber này nó thực sự là mình rất là ấn tượng. Nó là in lụa. In lụa là một cái loại in rất là khó đối với những chiếc áo mà nó có nhiều cái phần trăm là ni lông như này, bởi vì là in lụa ở trên ni lông ấy thường là mực sẽ không ăn, hoặc là mực ăn rồi nhưng mà đến khi mà các bạn giặt đi một hai lần ấy là bong hết tất cả những cái hình in này luôn. Nhưng mà cái áo này mình theo như nhà sản xuất nói thì cái chất lượng in của nó khá là tốt, và mình sẽ sử dụng một vài thời gian rồi mình sẽ feedback lại cho mọi người. Và đây sẽ có một cái chữ là ngoặc vuông có in chữ là virus, và mặt dưới của cái chữ này sẽ chỉ là in những cái như kiểu như là một cái tế bào của một con virus nào đó mà mình thực sự cũng không biết ở đây được. Ở đây sẽ là cái thông tin chi tiết của từng những cái chú thích ở những cái đường như này ở đây. Về cái phần mũ này của nó, mình phải cho X5 10 điểm về cái phần mũ này luôn. Cái chất vải làm nên một cái mũ này nó thực sự rất là chất lượng. Mình cũng không thể nào mà có thể là gọi là miêu tả để cho mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về cái áo này được, bởi vì là về mặt chất vải ấy, thì chỉ các bạn có thể sờ vào và các bạn cảm nhận thôi. Nhưng mà cái hút này ấy, cái vải của cái làm ra cái mũ này ấy, mà các bạn làm nên hút đi thì thực sự là auto là cái phần hút này của nó sẽ dựng được lên. Các bạn có thể móc vào áo, móc vào cái móc đồ của các bạn rất là thoải mái và đơn giản và nhanh ấy. Bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong để cho các bạn có thể xem bên trong rõ hơn. Vì về cái zipper của cái áo này là sử dụng cái zipper của YKK. YKK là một cái hãng zipper khá là nổi tiếng và họ cho ra một cái chất lượng zipper khá là tốt. Và bây giờ bên trong của chiếc áo bomber, wow, các bạn biết điều gì không? Là chiếc áo bomber này được lót khoảng tầm 3 lớp. Ở lớp bên ngoài lớp vải bằng ni lông, ở lớp giữa là lớp bằng bông, còn ở bên trong lại là một cái lớp bằng nỉ nữa. Cái nỉ này thực sự rất là ấm luôn. Mình cam đoan với các bạn rằng là cái áo này các bạn có thể mặc cùng với cả một chiếc áo t-shirt và ở ngoài đường khoảng tầm dưới 10 độ C vẫn ấm. Nhưng không phải là nhiệt độ quá là âm nhá, nhiệt độ chỉ khoảng tầm từ 8 đến 10 độ C là thực sự vẫn rất là ấm. Và khi mà mình khoác cái áo này vào ấy thì phần stacking này của nó này, nó không bị làm cản trở tay của mình, nó khá là thoải mái. Các bạn có thể thấy đây là mình khi mà mình khoác cái chiếc áo bomber jacket của X5 vào, và nhìn trông nó khá là đẹp. Cái form áo bomber jacket nó lên khá là rõ ràng và mặc rất là thoải mái. Phần stacking ở ống tay này, ở hai phần ống tay này khá là thoải mái. Một cái điều mà mình thực sự hơi đáng tiếc ở trên chiếc áo bomber jacket này là ấy, là cái phần hood của nó được may liền với cả cái phần thân bên trong rồi, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà bỏ được cái phần mũ của nó ra. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing thêm một cái sản phẩm tiếp theo cũng của X5 mà mình cũng sẽ mới nhận được luôn cái hôm đấy, là mình sẽ unboxing cái sản phẩm nữa, một cái áo t-shirt của X5 cùng với cả một cái packing, một cái đóng gói hoàn toàn là mới, một cái phiên bản mới cực kỳ mới ở trong cái năm mới này. Phải dùng đến cái kéo để có thể cắt được cái packing này của nó ra. Thì theo như sản xuất có nói thì đây là một cái packing, một cái cách đóng gói hoàn toàn mới 100% của X5 mà mình cũng nhận được luôn. Và nhân tiện đây thì những sản phẩm nào của X5 ấy thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới. Phần mô tả các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về X5. Hơi đáng tiếc một chút là cái hộp này của mình khi mà ship vào đây ấy, nó bị nát, bị móp rất là nhiều rồi, cho nên là nhìn hộp nó không còn được nguyên vẹn nữa. Nhưng mà cái hộp này được thiết kế theo cái kiểu xu hướng kiểu như là tương lai, kiểu như là nhìn về phía tương lai ấy, kiểu xu hướng kiểu như là rất là hiện đại, xu hướng kiểu tương lai, cho nên là các bạn sẽ có một cái tông màu chủ đạo là bao gồm là màu trắng, màu xám và màu đen, màu đỏ của logo X5 đây nữa. Ở trên này sẽ ghi những cái khá là mới, những cái logo của X5, mặt sau sẽ là in cái logo của X5. Không biết là các bạn có giống mình không, nhưng mà mình thực sự rất là thích những cái sản phẩm của X5, bởi vì là khi mà mua ấy, họ thường là đóng gói rất là chu đáo và chi tiết. Mình sẽ mở ra xem bên trong nó sẽ có cái sản phẩm gì. Bên trong này của mình thì sẽ chỉ có một cái packing đóng gói bình thường như này thôi. Một cái áo t-shirt, không có gì cả. Một cái t-shirt, đây là một cái seal, một cái giày gói của X5, được gói hẳn khá là nhiều lớp. Mình sẽ bóc nó ra.
Và bên trong này cũng vẫn sẽ lại được một cái tag nữa, một cái miếng bìa cắt tông của Doxy Trang Hoa đây, như là một cái lời cảm ơn của X5 khi mà các bạn mua sản phẩm của họ, là một cái chữ thank you, một cái những cái thông tin của X5 nữa. Mà sau sẽ là một cái logo của X5 được in theo kiểu như là graffiti. Cái mùi nước hoa này rất là men, mình sẽ để tạm thời để sang một bên. Và về cái đóng gói này thì nó cũng khá là đơn giản, khá là basic thôi. Nó khá là đơn giản và nó cũng khá là basic. Nó là một cái túi ni lông zipper bag bình thường như này. Bên trong bây giờ sẽ mở nó ra để cho các bạn sâu cho các bạn rõ hơn về chiếc áo t-shirt này. Wow, đây là một chiếc áo t-shirt màu vàng, màu mustard. Về cái form áo như các bạn vừa xem rồi, nó là một cái form áo, là một cái form áo là oversize. Phần vai, phần chiều dài, chiều rộng của nó thì đều được làm ra rất là chi tiết và tinh xảo. Cái màu áo này thì mình thấy là mặc ở trong cái mùa hè nó khá là nổi và nhìn trông rất là đẹp. Mùa hè thì chúng ta nên hạn chế mặc những cái màu như kiểu đen trắng đi. Chúng ta nên có một số những cái áo t-shirt màu hoa loè loẹt như này, mặc cho nó có tạo lên một cái điểm nhấn và nó đỡ bị nhàm cho cái bộ outfit của các bạn hơn. Và thì cái chất liệu vải này ở đây, nó là một cái chất liệu vải là 100% là cotton. Nó co giãn 4 chiều, các bạn thể thấy đây nhá. Mình sẽ cho các bạn xem mình có khoảng bao nhiêu nó. Mình đang kéo sang ngang và cái áo này vẫn co giãn, cái độ đàn hồi rất là tốt. Mình kéo chiều dọc và cái độ đàn hồi này cũng khá là tốt luôn. Thì đây được gọi là một cái chất liệu vải là co giãn 4 chiều. Ngoài ra thì những cái đường chỉ vai này của họ đều được may gồ lên như bao cái sản phẩm khác, như bao cái sản phẩm t-shirt khác của X5. Ở cái phần đường chỉ may ở cái đường mũi ở cái tay táo ấy, một cái điều mà mình vẫn rất là thích của X5 trước nay rồi là cái đường chỉ này của họ. Họ may bằng đường chỉ là ba đường chỉ. Đối với các bạn phải hiểu là nhá, những cái máy khâu mà ba đường chỉ này này, may được một phát ba đường chỉ này này, đều là những cái máy khâu nó khá là chất lượng và cái giá thành làm ra một chiếc áo t-shirt nó sẽ cao hơn bình thường. Còn X5 thì vẫn bán cho mọi người một cái giá mà mình thấy là có thể chấp nhận được. Thì ở mặt sau này nó có in một cái hình của con bướm. Thì đây ở dưới sẽ là một cái chữ là Circle of Life. Thì đây là một cái vòng tuần hoàn, một cái vòng đời của một cái loài bướm mà X5 đã làm và thiết kế theo một cái xu hướng, một cái kiểu như là nó công nghệ hơn. Góc nhìn theo một cái cách cảm nhận cũng như là cách nhìn của mình ấy, là khi mà các bạn mặc cái áo màu vàng này vào ấy, và những cái ngày mùa hè mà nóng bức ấy, thì cái mồ hôi của các bạn ra và nó sẽ không làm được cái ố vàng ở phần cổ áo. Đây là một ít màu đen này thôi, nhưng đây sẽ là cái phần mà rất là quan trọng trên mỗi chiếc áo có màu. Ở mặt trước thì không có, một cái hình gì cả. Ở bên góc bên trái nó sẽ có một cái chữ signature của X5 thôi. Nó có tên, ghi tên là X5, được đặt theo hàng dọc của chiếc áo. Không biết có phải không, nhưng mà ở những cái sản phẩm mới của X5 thì sẽ chỉ là một cái tag giấy này thôi, còn loại bỏ đi những cái tag như là plastic rồi để cho nó thể thân thiện hơn so với cả môi trường. Và về cái sản phẩm tiếp theo mình sẽ unboxing cho mọi người. Thực ra đây là một cái sản phẩm mà mình mua cũng khá là lâu rồi. Xin lỗi mọi người là mình mua về mình thực sự rất là thích quần này ấy. Trước lần mình mua về mình đã vứt hết xử cả tag, cả túi của nó đi rồi để mình mặc, để mình chụp ảnh. Thế là một cái quần có tên là Warm Up Squid Pants của Minimal. Về cái đóng gói của nó thì như bao cái sản phẩm khác là đều có một cái túi ni lông và một cái tag của sản phẩm thôi. Và cái điều mà mình thực sự rất là thích cái quần này á là cái form quần của nó đúng là một chiếc form quần của Squid Pants. Mình có thể mặc được với tất cả những loại đôi giày, như là vì mình có mặc, mình có thể mặc cùng nó với tất cả các loại đôi giày như là như là những cái đôi như là Wave Runner, như là đôi Easy, như là đôi Van Vogt Chocobot đều mặc được hết, bởi vì là phần ống này của nó nhá. Các bạn có thể là làm để nó thẳng suông như này, hoặc là các bạn có thể là dùng một cái thít ở đây, các bạn thít nó vào thì ống quần của bạn nó sẽ bị được thắt vào luôn và nhìn nó tạo ra một cái hiệu ứng stacking. Cái quần này mình cũng đã mặc khá là nhiều rồi, mình sẽ để ảnh ở các bộ outfit đây các bạn, cho các bạn có thể tham khảo. Về cái chất liệu vải này thì được làm bằng 100% là cotton. Thế nên là các bạn nhìn qua ấy, các bạn cầm vào ấy, thì các bạn sẽ cảm giác như nó khá là giống cái quần ngủ. Nhưng mà khi mà các bạn mặc vào thì nó lại khác hoàn toàn ấy. Vì nó là quần sweatpants mà, cho nên là chúng ta không có một cái form nó cứng cáp hơn những cái quần jean khác. Ở đằng sau thì nó sẽ có hai cái túi để các bạn có thể đựng đồ, cũng như là nó chống hơn so với để nó cho nó đỡ chống của cái quần này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần drawstring khá là dài màu đen. Mà cái bản drawstring này khá là to, nó to hơn so với bình thường rất là nhiều. Nó về dày khoảng tầm 3cm nhưng mà theo như mình cảm nhận. À, nhiều bạn hỏi là cái quần này không biết mặc vào mùa hè thì còn nóng không? Nhưng mà mình thấy là quần này nó không nóng lắm, cho nên là các bạn có thể yên tâm mặc được tất cả các mùa. Và một cái sản phẩm tiếp theo nữa mình cũng muốn unboxing cho mọi người là một chiếc áo t-shirt của Manot Claw. Mình sẽ mở ra.
Và đây là một chiếc áo t-shirt oversize. Nếu như các bạn không biết thì Manot Claw là một cái hãng mà do mình là một founder, một cái nhà sáng lập ra. Thì đây là một cái sản phẩm mới hoàn toàn của Manot Claw mà sẽ gửi tới mọi người vào trong cái dịp mà mùa hè sắp tới này, để cho mọi người có thể là có những cái áo có thể diện vào mùa hè được một cách thoải mái nhất. Cái chất vải lần này mình sử dụng ấy là một cái chất vải 100% bằng cốt tông, và nó dày hơn và nó khá là thoải mái để các bạn có thể là oversize được một cách rất là dễ dàng. Ở những cái phần đường vai này, chúng ta sẽ đều có một số những cái đường chỉ gồ lên như vậy. Ở cái đường sau cũng sẽ có một cái đường chỉ gồ lên như vậy để cho các bạn có thể làm một cái form áo. Cái phần vai này nhìn gồ lên nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ dựng được cái form áo của những chiếc áo oversize lên. Ở phần cổ này sẽ dệt bằng chun co giãn, cho nên là các bạn yên tâm, nhưng mà cái độ co giãn này của nó vừa phải thôi, sẽ không để các bạn bị bai cổ khi mà các bạn giật nhiều đâu. Và ở cái mặt trước này thì mình sẽ đính thêm khoảng tầm là 10 viên đá để cho nó có thể tạo lên được cái sự khác biệt. Và các bạn có thể thấy là nó có in chữ fire ở đây và một cái ngọn lửa nó tương ứng với cả cái hình ở đằng sau. Về cái hình ở đằng sau này thì nó là một cái hình, các bạn có thể thấy là một cái người đang ném cái bật lửa lên, bật lửa có in cái logo của Manot Claw. Và ở bên dưới sẽ là một cái dòng chữ, và cái chữ này nó là cái chữ Pháp, nó tên là Ipo, đọc là Ipo. Mình không biết là mình có đọc đúng không, nhưng mà đây là một cái chữ có tên là, dịch ra sẽ là hy vọng. Nó sẽ là một cái ngọn lửa hy vọng gì đấy ở trên cái chiếc áo này. Thì đây là một cái bàn tay người đang ném một cái chiếc Zippo, một cái bật lửa của Manot Claw, và cái ngọn lửa ở đây đang bùng cháy lên. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ thêm những cái khung, có những cái tông màu nó khá là hot ở cái thời điểm hiện tại, là tông màu bao gồm là tông màu xanh min và một cái màu tím. Thì đây là một cái tông màu nó khá là nổi, khá là trend ở trong cái năm nay, và mình cũng đã đưa nó vào cái chiếc áo này. Nó là một cái chữ phản quang được khi mà các bạn chụp ảnh với cả flash. Thì bây giờ thì mình sẽ test được cho các bạn xem. Và bạn thấy là nó được phản quang và phát sáng lên. Nó mình sử dụng là một cái chất liệu in của DTG. Nó một cái chất liệu in nó thực sự rất là cao cấp ở cái thời điểm hiện tại rồi. Đúng theo một cái phong màu, một cái tông màu mà mình muốn hướng tới là một cái tông màu fresh. Nó không quá là gắt, không quá là bị bệt màu, nhưng mà nó vẫn khá là tạo cho mọi người một cái sự điểm nhấn gì đó. Về form áo là oversize, cho nên là các bạn hãy cứ chọn true size theo cái form người các bạn thôi là ok. Và trên ông này sẽ có một cái tag của Manot được gắn như bao cái sản phẩm khác thôi. Và cái sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm mà có thể nói là mình sẽ review, mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người, bởi vì là mình cũng mua khá là lâu rồi. Đó chính là một cái đôi giày của Vans. Thì đây là một cái đôi giày Vans Style 36, màu là màu OG, màu black white. Vì cái đôi giày này mình cũng đã mua từ trước Tết, cho nên là mình cũng đã vứt được cái box của nó đi. Mình không thể unboxing cho mọi người được, mà mình cũng đã đi sử dụng qua rồi. Và mình đã mang đi custom cái tên của mình, là tên là Iam Đạt, ở trên Instagram của mình. Và nếu như mọi người nào chưa follow cái trang Instagram của mình thì mình sẽ để link ở phần bên tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để follow về cả Instagram của mình, để mình sẽ up lên khá là nhiều cái bộ outfit mà các bạn có thể tham khảo thêm về cái những bộ outfit đó. Đấy, sao lại là Style 36, mặc dù các bạn thấy nó khá là giống đôi Vans old school. Cái phần upper của cái đôi này nó khác hoàn toàn so với cái đôi Vans, là nó ngắn hơn, nó đúng là một cái phần upper của cái đôi Vans Style 36 khác, nó sẽ ngắn hơn so với cái đôi Vans rất là nhiều. Và cái phần đế này của nó vẫn sẽ mất cái vạch đen như cái đôi bản Vans old school bình thường. Và cái phần midsole này của nó đồng màu với cả cái phần đôi giày là màu kem. Cho nên là mình thực sự rất là thích cái đôi này, và mình chắc chắn là sẽ rock nó, mình sẽ đi nó ở cái mùa hè rất là nhiều luôn. Mà mình unboxing cho mọi người đó chính là một cái khẩu trang của Bu. Và đây là một cái sự khẩu trang của Bu. Thì đây là một cái khẩu trang mình đã mua, ở đây là bao gồm là 4 cái mình muốn thay mua để giữ chữ luôn. Thì đây là một cái khẩu trang của Bu X với cả Efin. Thì Efin là một cái nhãn hàng làm khẩu trang mà họ đã collab với cả Bu để tạo ra một cái sản phẩm nó có thể lọc bụi được đến là 95% là bụi mịn. Cho nên là các bạn yên tâm là có thể đeo ra ngoài thoải mái. Các bạn đừng muốn nhầm nhá, là những khẩu trang này có thể chống được virus hay là chống được những cái dịch bệnh gì, nó chỉ hạn chế được cái bụi thôi. Ở đây nó sẽ ghi là một cái, ở đây là cái phần màu xanh xanh này. Nó là cái van thở, có nghĩa là nó chỉ cho các bạn thở được một chiều thôi. Mình sẽ bóc nó ra cho các bạn xem. Ở bên trong này sẽ là một cái khẩu trang thôi, không có gì đặc sắc cả. Đây sẽ là một cái khẩu trang làm bằng than hoạt tính. Về cái nguyên lý của khẩu trang này là ấy, khi mà các bạn đeo ốp sát vào mặt của các bạn như này á, là các bạn sẽ chỉ hít những phần màu đen này này, là những cái phần mà các bạn có thể hít vào được nhưng không thể nào thở ra được. Các bạn sẽ phải dùng đến một cái van thở như này, một cái van thở như này để các bạn thở ra. Các bạn nếu như mình không nhầm, mình đối với những cái khẩu trang y tế bình thường thì cái van thở của nó sẽ là cái van thở là một chiều, hai chiều. Các bạn thở ra và các bạn hít vào vẫn đúng như là cái van đấy luôn, không lọc được quá là nhiều những cái bụi mịn này đâu. Còn cái này các bạn sẽ chỉ hít vào và thở ra bằng cái màu xanh này thôi. Bây giờ mình sẽ đeo thử cho các bạn có thể hình dung rõ hơn.
Ok, như vậy là mình cũng đã review cũng như là unboxing xong cho các bạn những cái sản phẩm mà mình đã vừa mới cop để mình cũng muốn là chia sẻ với cả các bạn luôn. Và nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.